Hai anh em, hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em là mở rừng 70 rừng nợ hàng ngày và 140 rừng được đi chọn. Và chúng ta hãy cùng cô xem mở nào. Đầu tiên mình sẽ mở 70 rừng được đi 70 rừng nợ hàng ngày trước. Nào, lễ cùng mở, bắt đầu mở. Wow, tao kiểu chơi rồi. Người ta đúng đi tao kiểu chơi, quá ngon. Thế là mình được 2 bộ rồi. Và lại thêm một cái vòng, thế là được 3 cái vòng, 4 cái vòng. Ghê quá. Rồi, chỗ này cũng thêm liệu. Rồi. Rồi đội EB chưa nóng nào. EB đâu rồi? Mà mấy cái sự kiện lần này nó bài cho nó hơi chán này. Rồi chúng ta mở tiếp nào. Nào mở. Và cái thằng hacker ấy mình cũng chặn rồi. Mình nghi là ở trong đen chương chung của mình có người lộ một ca, không biết là ai. Thôi, lần này mình sẽ đi một người vậy. Lần này mình sẽ đi một người và cho bạn ấy kéo bạn thân của mình và cũng đầu tư với mình. Và đầu tư với mình thì chắc cũng không phạt rồi. Rồi nói chung bây giờ bạn tìm người đi đến trước chứ mấy cái thằng này đúng là chắc chắn trong đi của mình có người buồn mở ca ra chứ nó biết ba lũ như vậy, mình cho nhiều ký tự đặc biệt như vậy mà nó không biết thì đại phận thôi. Có giỏi thì hát tên chú nước của mình đi. Được rồi, chú nước của mình đi. Chú nước mình cài phun bảo vệ, cài sức mình 2 lần. Rồi cài các điệu là điệu. Và mình không dùng phần mềm lộ. Và hạ năng số 2 là người chiếc ghé của mình dùng phần mềm lộ trên PC. Hạ năng đó là hạ năng rất sốc. Và hacker gọi như vậy thì tao ngưng đi làm đi, như hiểu PC ấy thì cũng đi làm cũng như biến chứ là hacker lọ này đừng lên đức tức là người ta bao cảnh sát bắt bây giờ cái kiểu hiểu PC cũng bị bắt vào tù ở Mỹ ngồi đuôi rồi đó. Rồi nói chung trong Việt Nam cũng có nhiều hacker nhưng mà các đi không phải mày. Rồi chúng ta cùng theo cùng mở liếp mà với chuyện tao và lúc nó ngồi mình mới làm cái hết bình luận và mình cũng không có thời gian rảnh để làm cuốn lịch bình luận 3 tháng rồi thì vậy từ tháng 7 đây là tháng 9 rồi mà 2 tháng. Anh em cũng không thích nghe giọng của mình nhưng cứ thôi, mình cũng không người luận. Nhưng trước khi mình bị đâm một chuyện gì, mình kiếm người luận. Và có tội thì hát với con ông Hùng thử tu đi ôi. Đấy, hát đi. Rồi có loại tí hát cái cân. Đúng rồi, ông từ studio. Rồi, tao chạm bốc cho mày một kiểu. Đấy, hát đi. Nói chung là chủ cân phải ấn bước cái em hai gì đó có mà rộng thì mình mới được
chứ vài ngày gần đây mình đâu có ấn vào cái em mà hệ luôn. Và chính là lượng. Và mình cũng ít ngừng em ai lắm. Ít đọc em ai của em ai của người hát gửi về. Và bây giờ mình rất kinh nghiệm là đi nằm ở trên Facebook là cũng có vẻ bị hát nhìn nhẹn. Nên bây giờ thì mình biết chuyện coi ta lô inbox với mình coi ta lô nha. Ta lô ở phần mô tả video trên Facebook là mình chỉ chơi thôi chứ không nói chuyện. Nói chung mạng mỏi có nhiều lỗ hổng quá. Mong đã phát hành nâng cao độ bảo mật của kinh nên. Chứ mình cũng có vài lỗ hổng như kiểu mình sẽ nói lên một lỗ hổng trong Jimmy. Hồi trước mình kiện đạo lòng Mỹ và người ta dùng cách này để lấy cả được của đạo lòng. Không biết bây giờ còn tự định được không. Và nó là như này, bạn có một em mai trắng và đạo thư vụ nha. Đạo thư vụ rồi yêu cầu cái nick đấy là có em mai nhưng mà chưa xác minh phải không, chưa xác minh nhé. Rồi bạn liên kết cái thư vụ đấy vào ảnh đó. Các bạn muốn thay đổi em lại bảo vệ và cái em lại bảo vệ vì chưa xác nhận nữa. Rồi lại liên kết cái Facebook với cái em lại đó, em lại chứa Facebook đó vào ảnh đó và ấn liên kết. Rồi ấn xác nhận em lại bảo vệ của cái Facebook mà anh em liên kết với, nó sẽ biến thành em bảo vệ và anh em chỉ cần xác minh là anh em có thể chứng đứa ảnh đó. Nhưng mà yêu cầu là ảnh đó phải chưa xác minh em bảo vệ, đó là gắn em ai chưa xác minh. Đừng đùa, mình cũng là một người chơi riêng lâu năm nên mình biết cái đó. Hồi trước mình còn chơi bang bang mượn các đốt để chơi. Còn thì mình chưa được cái này nữa.